Rồi rồi rồi. Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em Tùng cũng như là cái video nhận định thị trường ngày hôm nay của em nhé. Thì uh, trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay khi mà thị trường có những sự giảm điểm cũng như là có những cái uh, nhịp điều chỉnh ở trong phiên thì uh, tâm lý anh chị cũng đã có những cái sự lo lắng cũng như là cũng đã có những cái uh, việc là lo lắng về cổ phiếu của chúng ta đang nắm giữ thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đi với nhau cũng sẽ đưa ra được những cái nhận định cũng như được cái góc nhìn qua phân tích kỹ thuật để anh chị có thể hình dung là trong bối cảnh hiện tại liệu cái nhịp điều chỉnh như thế này có uh, khiến cho chúng ta phải lo lắng đến như vậy hay không anh chị nhé thì ngày hôm nay em sẽ tổng hợp cũng như là sẽ phân tích cho cả nhà uh, và nếu anh chị chưa like video uh, và chưa đăng ký kênh thì anh chị nhớ để lại một video một đăng ký kênh để giúp ích cho kênh để tiếp tục kênh phát triển cũng như là hỗ trợ mọi người nhiều hơn trong quá trình chị đầu tư nha cảm ơn anh chị rất là nhiều và đi vào cái phiên cái video ngày hôm nay chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tổng hợp qua thị trường một chút thị trường ngày hôm nay đóng nến ở vùng 1.271.47 điểm giảm 15 điểm uh, giảm 15.57 điểm tương ứng với mức là 1,21% và gần như là thị trường của chúng ta uh, giảm điểm trả lại cái cái nến ngày hôm qua cái nến ngày hôm qua rút chân tăng như thế nào thì ngày hôm nay thị trường uh, trả lại y nguyên như vậy anh chị nhé thanh khoản ngày hôm nay của chúng ta rơi vào mức là 27.400 tỷ uh, và so với cái ngày hôm qua thì thì cái mức thanh khoản này nó có phần sụp giảm một chút uh, anh chị nhé này à, có phần sụp giảm một chút so với ngày hôm qua khi mà ngày hôm qua chúng ta rơi vào đó là khoảng tầm là 28 000 tỷ anh chị nhé độ Đồ rộng thị trường ngày hôm nay thì so với một cái phiên giảm điểm thì đây là một cái độ rộng nhìn chung là cũng khá tích cực À, với 130 mã tăng và có tầng man 5 mã tăng trần và có 368 mã giảm à, Vin30 ngày hôm nay đóng vai trò giảm điểm chủ đạo và khiến cho Vin đất của chúng ta giảm sâu những cái mạng cổ phiếu như CTG, GVR, Hòa Phát, MWG, MBB thì là những cái mạng cổ phiếu ví dụ như GVR ngày hôm qua đóng góp và đã tăng rất, thị trường rất là nhiều à, có một cái phiên tăng trần nhưng mà ngày hôm nay có những sự điều chỉnh cũng khá là bình thường thôi anh à, ha và ngày hôm nay có một cái áp lực bán đến từ cái nhóm ngành bất động sản nữa khi mà phiên ATC thì Dg giảm gần sàn này đó rồi những cái mạng cổ phiếu đang tăng rất là tốt trong phiên ví dụ Nam Long, Sao, Đạt Phương thì nó đều quay trở lại có những sự giảm điểm đó thì uh, <laughs> liệu cái thơ, tín, tín hiệu này thì nó đã có những cái sự xấu hay chưa? Đó, chúng ta sẽ đi vào phần biểu đồ ha. Trước khi đi vào phần biểu đồ thì em sẽ cập nhật qua cho mọi người một chút về cái nhận định trong phiên sáng giao dịch ngày hôm nay của em Tùng nha. Uh, sáng ngày hôm nay thì uh, đây sáng ngày hôm nay thì em cũng nhắn với mọi người khá là đơn giản thôi à, về kịch bản thị trường thì à, với cái xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại thì sáng ngày hôm nay em view với mọi người là thị trường sẽ có rung nhẹ anh nha à, về lại cái mốc 1282 đến vùng 1276 sau cái phiên bật tăng ngày hôm qua thì dường như ai ai cũng nói với mọi người về cái câu chuyện là thị trường sẽ đạt một mức 1003 chứ ít ai nói với mọi người là sẽ có rung lắc trong phiên lắm anh chị đúng không nhỉ đó cho nên là với cái việc mà thị trường giảm điểm ngày hôm nay á thì thật sự ra đối với anh chị xem lại Stream, xem video tối ngày hôm qua anh chị có bất ngờ không đó nếu anh chị xem video ngày hôm qua thì chắc chắn anh chị sẽ không bất ngờ tại vì em đã view cho mọi người là ngày mai, ngày hôm nay thị trường sẽ có rung lắc và sau khi rung lắc đó thì thị trường mới bắt đầu xác định kịch bản đó kịch bản thì sẽ có hai kịch bản ở đây đó là nếu thị trường mất 1276 thì sẽ quay lại điều chỉnh 1257 đến 1265 trước khi phục hồi hoặc là thị trường nếu giữ được cái mức một hình 276 đến 1282 thì sẽ tiếp tục đã tăng đúng không nhỉ đó rồi, khi sáng ngày hôm nay thì em cập nhật với mọi người là sáng nay thị trường rung nhẹ này. Đó. Rồi chắc chắn sẽ có một ai có có một cái góc nhìn là ngày hôm nay chúng ta sẽ rung đâu, đúng không chị? Ok. Rồi. Buổi trưa thì em cũng có nói với mọi người ở đây đó là uh, ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta uh, có một cái sự bật tăng và danh mục của chúng ta thì đã mua xong rồi và em sẽ không viên mua mới trong giai đoạn này. Và từ đầu phiên thì em cũng đã nhắc với mọi người đó là chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong danh mục chứ không có mua mới trong ngày hôm nay. Đó đó là cái nhận định đầu phiên của em trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay anh thì nha. Và buổi chiều thì em cũng cập nhật với mọi người một chút đó là Đây. Đó, thì em cũng đã có nói với mọi người là cái việc mà bất động sản ngày hôm nay giảm điểm ví dụ như con DG đi. Thì trên livestream em nhắc mãi với mọi người rồi. Ở cái việc mà DG thì em em đã biết cái mã cổ phiếu này là có khả năng điều chỉnh từ cái đoạn này, đoạn này. Và cái hay là cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì em cũng đều nói như vậy, đúng không? Mọi người xem livestream mọi người sẽ biết đúng không trong phiên này em con luôn nói với mọi người khi mà những cái mà cổ phiếu này bật tăng á, thì nó không nên bật tăng quá mạnh tại vì trong giai đoạn này không phải là một cái giai đoạn mà bối cảnh nó phù hợp để mà nhóm ngành này nó phải có những sự bật tăng mạnh mẽ nếu mà bật tăng mạnh mẽ thì em sẽ chốt chắc chắn là như vậy à, và em sẽ view nó sẽ rung lắc đâu đó khoảng tầm năm đến bảy phần trăm nhưng cái cách mà nó rung lắc thì đến cả em cũng không cũng không có đo lường được khi mà nó bán ở phiên ATC nhưng mà cái việc mà nó bán ATC như vậy á thì nó chỉ thể hiện đúng một điều thôi đó là cái điều là cái cầu trong ATC không có chứ không phải lực bán ngày hôm nay quá mạnh nên vậy tại vì cái việc bán ATC thì nó sẽ chỉ thể hiện là à trong phiên ATC người ta bán đúng vậy nhưng mà không có lực cầu cho nên nó giảm điểm chứ không phải là nó bán xuyên suốt trong phiên và nó nổ lên một cái cây thanh khoản lớn đó là cái điều hoàn toàn khác nhau đúng vậy khi mà nó bán ở trong phiên thanh khoản lớn mà nó giảm 5% phần trăm nó mới là vấn đề còn đây nó bán ATC thì nó chỉ thể hiện là lực cầu của đây ngày hôm nay trong phiên ATC không có thôi đúng không vậy yeah. đó ok và em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho mọi người ở trong trung khách hàng rồi đây thì em có nói với mọi người từ ngày 12 25 tháng 3 à, bất động sản nó sẽ có rung à, và ở trong cái giai đoạn này không phải là giai đoạn mà cái bất động nhóm bất động sản nó sẽ tăng được mà cái cơ hội của nó sẽ đến từ giữa tháng tư anh chị ha giá vốn tốt thì cứ thể cứ mặc kệ anh chị nào mà chủ động được trading thì bán xanh mua đỏ thế thôi đó và ngày hôm nay em cập nhật với mọi người là một chút đó là ở à, đây À, hôm nay thì giảm mạnh nhưng không sao mất cân bằng thì cần phải tích lũy lại với DG à, muốn ăn dài thì phải bỏ qua nhịp rung à, em cũng chuẩn bị tinh thần cho nhịp chỉnh 5 đến 7 phần cho các mạng này rồi nên đã có nhắc cả nhà có thể trading à, Bán bản xanh mua đỏ đó anh chị và đến giữa tháng 4 thì mới là thời điểm mà bất động sản này nó có cơ hội tăng đó và em cập nhật lại với mọi người về xu hướng thị trường à, đó là ngay cả thị trường mình cũng vậy thị trường ngày hôm nay á, À, đối với cái nhận định tuần của em nha anh chị Đây nhận định tuần của em Em có nói với mọi người á Là thị trường của chúng ta á, Là ở trong cái giai đoạn này Nên là một cái tuần tích lũy Hoặc điều chỉnh Thì nó sẽ khá là hợp lý Đúng không anh chị Cho nên với cái việc giảm điểm ngày hôm nay Thì đối với cá nhân em là không bất ngờ một tí nào nha anh chị Tại vì em cũng đã đo lường được cái việc Mà thị trường hay cổ phiếu nó đã có những sự điều chỉnh Trước à, ngày hôm nay anh chị Thật sự ra khi mà thị trường giảm điểm á Thì có rất nhiều những người nó xấu nói về thị trường là à, thị trường à, cái vấn đề tỷ giá vấn đề tỷ giá ở trong giai đoạn này nó lại bật tăng thì ngân hàng nhà nước lại phải dự sử dụng những cái phương pháp nhưng mà anh chị hình dung á là tối ngày hôm qua em đã làm một cái video cho mọi người rồi đó về vấn đề tỷ giá không phải lần đầu em nói với mọi người nha mọi người xem video thì mọi người sẽ biết ngày hôm qua em có cập nhật thị trường tiền tệ cho mọi người và em có nói á, cái việc ngày hôm qua thị trường ở ngân hàng nhà nước bơm tiền không phải thông tin tốt đúng không anh chị anh chị cứ xem lại video ngày tối ngày hôm qua ngân hàng nhà nước bơm tiền đây không phải là một cái thông tin tốt mà nó chỉ thể hiện là hệ thống tiền tệ đang đang khá là đang khá là thiếu tiền mà khi thiếu tiền thì nó sẽ dẫn đến cho thị trường của chúng ta à, về cơ bản á nó sẽ là một cái thông tin xấu ok nha đó cho nên là những cái vấn đề xấu không phải hôm nay nó mới xuất hiện đâu mà nó đã xuất hiện từ cái phiên giao dịch tăng ngày hôm qua rồi chứ không phải thì chưa mà ở đây thì em thấy là khi thị trường nó giảm điểm anh chị lại lôi những cái tin này ra tại sao chúng ta lại không nói khi mà thị trường bật tăng đến khi thị trường giảm á những cái vấn đề tiền tệ những cái vấn đề tỷ giá chúng ta lại lôi ra ngày hôm qua em nói với mọi người về tỷ giá rất là kỹ luôn anh chị rất là kỹ luôn đúng không trong cái video ngày hôm qua đây nó điều gì nó đang xảy ra đúng không thì mọi người phải phòng vệ nếu mà muốn mọi người muốn phòng vệ đó, thì mọi người phải phòng vệ từ trước chứ chứ tại sao ngày hôm nay thì trường giảm điện mọi người lại lôi những cái vấn đề này ra thì em thấy nó không hợp lý lắm đúng không anh chị tại vì ở bản chất cái chính sách tiền tệ của chúng ta nó không có phải là à ngày hôm nay thị trường chứng khoán giảm điểm thì chính sách tiền tệ của chúng ta thay đổi hay là ngày hôm nay chúng ta tăng điểm thì chính sách tiền tệ của chúng ta nó tốt hơn không phải bản chất nó đã có sẵn ở trong đó rồi cái quan trọng là chúng ta có nhìn được cái số liệu và phân tích được cái số liệu đó hay không thôi đó thì ngày hôm qua em đã nói với mọi người là cái thông tin này là cái thông tin xấu đúng không cho nên cái việc mà thị trường là đi tích lũy đi sideways và có cái việc mà giảm điểm ngày hôm nay thì đối với cá nhân em là không bất ngờ và ngay cả cổ phiếu nó giảm thì đối với một cái vị thế tốt như em em vẫn chấp nhận là thị trường có thể rung lắc được. Thị trường có thể rung lắc. Anh chị ha. Còn cái việc mà đối phó với vấn đề tỷ giá ở thời điểm hiện tại như thế nào á thì đối với cá nhân em em đã nói với mọi người rồi ở chính sách Việt Nam á thì có cái là mình sẽ không biết được là ngân hàng nhà nước sẽ làm cách nào đúng không? không biết ngân hàng nhà nước sẽ bán gì trường ngoại hối hay nâng lãi suất điều hành hay là bỏ cách chờ tính trần tỷ giá em không biết vấn đề này cái này thì phải chờ ngân hàng nhà nước công bố xem là đối cái giải pháp ngân hàng nhà nước là gì có ưu tiên tăng trưởng kinh tế để mà bỏ trần tỷ giá hay không hay là bán gì trường ngoại hối để để cân bằng trung hòa cái lượng cái lượng đô đang thiếu ở thời điểm hiện tại để mà bao hẹp cái tỷ giá ngày hôm nay thì em hôm qua em cập nhật với mọi người tiền tệ rồi cho nên là ngày hôm nay em không nhắc lại nữa nhưng mà em mới chắc qua thì tỷ giá tiếp tục tăng và sắp chạm vùng trần rồi cho nên một vài ngày tới là một vài ngày mà mà chúng ta phải thấy mà chúng ta sẽ thấy được là ngân hàng nhà nước sẽ ra đưa ra quyết sách để mà đối phó với tỷ giá cho nên chúng ta phải theo dõi thực kỳ những cái vấn đề tiền tệ này nha đó. nếu mà tiền tệ mà theo cách số 1 và cách số 2 thì nó sẽ ảnh hưởng cực mạnh đến thị trường chứng khoán đó đúng không thì đúng đó lúc đó đó là thông tin xấu nha và chúng ta vẫn phải sẵn sàng tinh thần em có nói với mọi người này thì hai cái 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 việc này á, nó sẽ rất là tỷ lệ xảy ra rất, rất là thấp nhưng mà vẫn phải sẵn sàng tinh thần nếu mà ngân hàng nhà nước đưa ra tại vì đối với cá nhân mình là một người đầu tư hay là đối với cá nhân em là một người phân tích số liệu tất nhiên là em sẽ bảo, bám sát hơn về cái chính sách tiền tệ của chúng ta và những cái số liệu liên quan tới tiền tệ của chúng ta nhưng mà cá nhân em còn không biết được là ngân hàng nhà nước sẽ hành động như thế nào thì làm sao mà chúng ta đưa ra được một cái kết luận nào ở trong giai đoạn hiện tại được chúng ta sẽ phải chỉ chờ thôi đó là cái đặc điểm của chính sách tiền tệ của chúng ta anh chỉ còn nhớ là khi ngân hàng nhà nước nâng lãi suất điều hành thì ai cũng bất ngờ không? hay ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành ai cũng bất ngờ không? đó là tính chất điều hành tiền tệ của chúng ta cho nên chúng ta chấp nhận cái điều đó anh chị nhau rồi đó là cái những cái vấn đề xoay quanh thị trường của chúng ta ở cái giai đoạn hiện tại rồi để chúng ta có thể nhận ra cũng như là nắm bắt anh chị ha rồi à, đi sâu hơn về cái thị trường của chúng ta Ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì những cái thống kê được đưa ra đó là nhà, nhà đầu tư cá nhân họ vẫn tiếp tục mua ròng à, ở đây à, 2.600 tỷ và cân tất cả những cái lực bán trên thị trường luôn. Anh Tổ chức họ bán ròng 344 tỷ, tự do họ bán ròng 1.000 tỷ và khối ngoại họ vẫn tiếp tục bán ròng 1.200 tỷ. À, đoạn này anh chị, thì trên livestream em có nói với mọi người đó là chúng ta có một cái giai đoạn rất là giống, rất là giống đoạn này. À, đây em cũng vừa cập nhật với mọi người trong trong khách hàng đây, đó là giai đoạn của năm 2021. Khi mà thị trường của chúng ta đi lên á, từ 1100 ở 1168 điểm mà lên 1268 điểm là giai đoạn đó cái việc mà nhà đầu tư cá nhân họ mua vào á còn nhiều hơn và khối ngoại họ bán còn nhiều hơn cái giai đoạn này nữa. Anh chị, đó. Nhưng mà đây chỉ là một cái số liệu so sánh so với quá khứ thôi. Chúng ta phải so sánh với bối cảnh nữa. Rõ ràng là cái bối cảnh của năm 2021 thì nó thuận lợi hơn đúng vậy. À, về mặt tiền tệ thì nó thuận lợi hơn về mặt vấn đề là tỷ giá. Đoạn đó thì chúng ta cũng có một cái tỷ giá của ngân hàng thương mại, của tỷ giá chợ đen nó khá là cao về cái vấn đề đầu cơ vàng và sau Covid đến gì, đó. Và chính sách tiền tệ lúc đó chúng ta cũng nới lỏng nhưng mà chúng ta nới lỏng hơn rất nhiều so với giai đoạn hiện tại. Cho nên để mà so sánh á, là ở giai đoạn đó với giai đoạn này á thì giai đoạn năm 2021 tất nhiên nó sẽ tốt hơn nhưng mà không vì thế mà chúng ta thấy được rằng là với cái số liệu này nó sẽ mang lại một cái gì đó nó tiêu cực đúng không vậy? Tại vì em có giải thích với mọi người rồi cái nhà đầu tư cá nhân này họ không phải là nhỏ lẻ của chúng ta nhỏ lẻ chúng ta chỉ là một phần trong nhà đầu tư cá nhân này thôi mà nó sẽ còn có những cái tài khoản liên quan tới doanh nghiệp liên quan tới những cái tổ chức những cái tổ chức họ lấy những cái chứng minh chứng minh nhân dân hay là căn cứ công dân để mà mở những cái tài khoản để mà giao dịch ở cái trong cái khi mà họ vay được một cái lãi suất thấp đúng không chị? thì đây là toàn bộ những cái uh, nhà đầu tư cá nhân trên thị trường đó, và dữ liệu quá khứ để có thể đưa ra so sánh anh chị ha anh chị có thể nhìn ở đây rồi thì uh, quay trở lại với thị trường của chúng ta thì chúng ta thấy là với cái việc này á đó, với cái việc mà giảm điểm như thế này và trả điểm ngày hôm qua thì thị trường có thay đổi gì chưa đúng không cái mốc quan trọng của thị trường thì ở đây trong cái phần nhận định em cũng đã dặn anh chị rồi đó là cái mốc quan trọng thị trường trong ngày hôm nay đó là 1282 đến vùng 1276 đúng không và tạm thời chúng ta đã mất đi cái vùng này rồi thì cái mục tiêu tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta giảm về cái vùng 1265 đến vùng 1250 uh, 57 này đó đây sẽ là cái mục tiêu điều chỉnh của chúng ta khi mà chúng ta vẫn đang mở ra một cái trạng thái tăng yếu một cái trạng thái khách sạn Đoạn này thì cho dù ngày mai thị trường có rút chân phục hồi hay thứ sáu thị trường có rút chân phục hồi thì nó cũng không nói lên được cái vấn đề là thị trường của chúng ta sẽ quay lại tăng ngay mà nó cũng chỉ là một là một giai đoạn mà thể hiện là đây là một cái phiên tích lũy thôi. Đây là một cái biên tích lũy thôi. Chứ nó không phải là một cái vấn đề liên quan tới là uh, thị trường ngày mai hồi là thị trường sẽ bật tăng đúng không? Giống như là cây đến này thôi. Đó, ngày hôm qua cây đến này nó bật nó rút chân như thế này ai nghĩ cái nến ngày hôm nay là xấu đúng không, không? ngoại trừ là em có kịch bản dự phòng cho mọi người đúng không thì ai nghĩ cái cây nến này là xấu à, cái nến tiếp theo là cái nến đỏ như vậy đúng không chị đó cho nên là giai đoạn này khi mà thị trường có một cái sự sai quay như vậy thì trước mắt thì mọi người có phải tỉnh táo trước đã đúng không tỉnh táo ở đây là gì tỉnh táo ở đây là chúng ta nhận diện về xu hướng trong một hai tuần vừa rồi thì em nói với mọi người liên tục đây một hai tuần vừa rồi này em nói với mọi người liên tục đây, đó, cứ phiên tăng á, là người ta hô tăng, và phiên giảm là người ta hô sập, thì em vẫn cứ giữ nguyên quan điểm trong một hai tuần trước đó là thị trường Sideway quay ngắn hạn, trong một cái xuân tăng và trung hạn chúng ta cũng phải Sideway quay thêm và tích lũy thêm và chúng ta tập trung vào cổ phiếu đó, thì trong một hai tuần vừa rồi thì em vẫn giữ nguyên cái quan điểm đó thôi và em không có ta, cứ giảm là hô tăng mà cứ cứ giảm là hô sập mà cứ tăng là hô hô, hô nó breakout ao hay nó vượt đỉnh đâu đó cho nên là cái cái quan điểm của em ở thời điểm hiện tại nó vẫn giữ nguyên thôi đó là thị trường của chúng ta vẫn đang sang quay và với vùng hỗ trợ quan trọng của chúng ta đó là quanh vùng 1257 đến vùng 1265 đây sẽ là vùng hỗ trợ cực kỳ quan trọng và đặc biệt ngày mai cũng sẽ là một cái phiên quan trọng không kém nhanh gì đó, tại sao em nói với mọi người là ngày mai là một cái phiên quan trọng tại vì đây trong cái phần nhận định tuần thì em có nói với mọi người đây đó là phiên thứ hai và phiên thứ sáu thì rất là an toàn thị trường của chúng ta rất an toàn tuy nhiên phiên thứ ba thứ tư thứ năm lại khá nhạy cảm vì lực cầu giảm điểm sẽ yếu hơn à, khi giảm điểm thì lực cầu nó sẽ yếu hơn thì cái phiên giao dịch thứ năm là cái phiên giao dịch gọi là nhạy cảm của chúng ta đúng không gì chỉ cần bước qua khỏi phiên giao dịch thứ năm thị trường chúng ta vẫn giữ được cái vùng 1257 đến vùng 1265 thì thị trường của chúng ta sẽ có một cái nhịp phục hồi trong tuần sau anh chị nha cho nên cái phiên giao dịch ngày mai là phải đặc biệt chú ý cái vùng 1257 đến 1265 nếu mọi người nhận những cái thông tin tiêu cực hay nhận những cái thông tin gọi là nó nó xấu về thị trường thì mọi người bỏ ngoài tay mọi người quan tâm đến phiên giao dịch ngày mai chỉ cần thị trường neo được 1257 1265 thì bước qua phiên thứ sáu và tuần sau thị trường sẽ bắt đầu quá trình phục hồi và bật tăng anh chị nha còn nếu mà thị trường ngược lại thị trường mất đi cái vùng 1257 đến vùng 1265 trong vòng uh, qua phiên thứ sáu mà thị trường vẫn còn nằm dưới ở đây, dưới đặc biệt là dưới mất 1257 á thì đúng là thị trường của chúng ta xấu. nhanh nhỉ? Đó, cho nên cái mốc này sẽ là cái mốc quan trọng nhất của chúng ta trong cái giai đoạn sideways này Trong cái giai đoạn này, nếu thị trường mất đi cái vùng đó Thì khung ngắn hạn của chúng ta sẽ mất đi đà tăng Tên mất đi cái trên tăng đó, Và kể cả khung 1 giờ chúng ta sẽ bước vào xuống giảm cho nên đó là cái mốc quan trọng chúng ta cần phải chú ý rồi thì tất nhiên là đối với cái việc mà đó là cái phần nhận định thị trường của chúng ta nha đó và em cũng đã nêu được cái khoảng thời gian cũng như là cái mốc để anh chị xác định được là thị trường khi nào xấu rồi còn về vậy thì khi mà thị trường như vậy á thị trường nó vận động như vậy với cái vùng nhạy cảm vào phiên giao dịch ngày mai á thì liệu là chúng ta có mua mới được hay không đúng không thì ở đây á ngày mai là một cái phiên nhạy cảm cho nên cái tỷ lệ đặt cược của anh chị nó sẽ rất lớn nên gì cho nên đối với anh chị nào mà chấp nhận rủi ro ngày mai á, thì cũng chỉ nên chấp nhận rủi ro khoảng tầm 50 phần trăm thôi đó. tất nhiên những cái nhịp giảm điểm mạnh như thế này nó sẽ là cái cơ hội để mà chúng ta có thể là uh, mua những cái mã cổ phiếu mà anh chị mà lỡ ngày hôm qua bán giá đỏ ngày hôm qua anh chị ngày hôm qua thì em cũng biết là nhiều anh chị bán giá đỏ nhiều lắm cho nên ngày hôm nay trên livestream stream tất cả mọi người để hỏi mua nhưng mà em không có cho mọi người mua đúng không em có nói với mọi người ngày hôm nay không phải phiên mua đó thì uh, có rất là nhiều người bán ngày hôm qua hở hàng và nó rút lên đó, thì lại muốn mua đuổi đó nếu mà mọi người xem livestream ngày hôm qua của em thì uh, hôm nay của em thì chắc chắn là mọi người sẽ không dính cái việc mua đuổi đó rồi đúng không đó thì ít nhất là mọi người sẽ còn có những cái tỷ trọng nhưng mà ngày mai nếu mà mọi người theo chiều mua á, mọi người đặt cược á thì nó sẽ khá là 50 50 tại vì chúng ta cũng chưa biết là thị trường nó có giữ được 1257 1265 hay không đó, thì nếu anh chị muốn đặt cược thì ngày mai đặt cược khoảng tầm 50 phần trăm thôi nhanh gì với cái việc mua mới còn đến khi nào mà thị trường xác nhận là giữ được cái vùng này giữ được cái vùng này qua phiên thứ sáu thì anh chị hoàn toàn có thể gia tăng đối với cái lượng hàng có sẵn đó, là về chiều mua còn về chiều bán thì tất nhiên những cái nhịp phục điều chỉnh như thế này thì em sẽ không view mọi người bán nhanh gì sẽ không view mọi người bán mà mọi người cứ canh những cái nhịp phục hồi tại vì ở đây trong cái khung 15 phút nếu thị trường có giảm điểm đi chăng nữa thì trong vòng khoảng tầm là một tiếng đồng hồ khoảng tầm là một tiếng đồng hồ khoảng tầm sau 10 giờ thì thị trường cũng sẽ có nhịp hồi hoặc thậm chí là có thể hồi ngay đầu phiên nha với cái này với trạng thái không 15 phút như thế này hoàn toàn có thể hồi ngay đầu phiên để test lại cái vùng như là vùng 1277 này 1277 thì hoàn toàn thị trường có thể test ở ngay đầu phiên hoặc là một giờ đồng hồ đầu tiên khi mà thị trường giảm điểm thì Uh, sau đó thị trường sẽ có hồi lên cái vùng này. cho nên đó, là mọi người nếu mà muốn bán thì canh cái nhịp hồi của thị trường để mà bán nha chứ không có nên bán khi mà thị trường giảm điểm đâu. anh chị ha. kinh đối với anh chị nào muốn bán ở trong giai đoạn này đó thì đó là cái góc nhìn của em và về mặt phân tích kỹ thuật về chiều mua và chiều bán cho anh chị nhà đầu tư để anh chị uh, theo dõi. và những cái nhóm ngành quan tâm thì ở đây uh, em cũng sẽ nói sơ qua thôi. tí nữa em sẽ làm một cái clip uh, để mà nói sâu hơn về những cái nhóm ngành. Đó, còn cái này chủ yếu chúng ta nói về cập nhật thị trường cũng như là những cái thông tin xoay quanh thị trường là chủ yếu thì những cái nhóm ngành quan tâm thì trước mắt thì vẫn là những cái nhóm ngành mà trước đó em có nói với mọi người nhóm ngành mang tính chất thị trường đó là chứng khoán và bất động sản thì vẫn là những cái nhóm ngành mà mọi người nên ưu tiên đầu tiên đúng không và kèm theo đó thì nhóm ngành chứng khoán và bất động sản thì như em có tham minh với mọi người á đây có tham minh với mọi người thì cái nhóm ngành này á là cái nhóm ngành mà sẽ được hưởng lợi đầu tiên vào ngày mùng 8 đến ngày 12 tức có nghĩa là tuần sau thì cái nhóm ngành này sẽ là cái nhóm ngành được hưởng lợi đầu tiên anh chị nhá giai đoạn này là giai đoạn bất lợi của nhóm ngành chứng khoán bất động sản mà nó còn bật như thế này đúng không chị? mà nó còn bật và nó có duy trì được cái đà như thế này thì khi mà thị trường khi mà những cái nhóm ngành này được hưởng lợi á thì nó còn thế nào nữa anh chị cho nên nhóm ngành này vẫn sẽ là nhóm ngành đầu tiên anh chị chú ý còn những cái nhóm ngành còn lại vẫn đang được hưởng lợi ví dụ như cao su dịch, may phân bón thép thủy sản bất động sản khu công nghiệp thì anh chị có thể là ưu tiên sau anh chị nhá đó, thì đó là cái quy trình để anh chị chọn danh mục trong giai đoạn này nha anh chị okay, Đó là cho anh chị mua mới và quan tâm Thì uh, video em sẽ làm ngắn gọn như thế này thôi để anh chị có thể cô đặt được những cái thông tin uh, Và những cái nhóm ngành thì em sẽ làm một cái video uh, tiếp theo để mà đăng trong buổi sáng ngày mai Anh chị có thể đón xem ha Thì uh, đó là những cái nội dung mà em muốn truyền tải với mọi người trong ngày hôm nay thì Hy vọng là sẽ mang lại được cho mọi người những cái thông tin Những cái góc nhìn Một cách khách quan về phân tích kỹ thuật uh, Cũng như là đưa ra cho mọi người được những cái chiến lược được những cái quyết định để mọi người có thể tham khảo trong cái giai đoạn sắp tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhớ để lại một like cùng với đó là một uh, comment một comment của tim để thấy video này là hữu ích và một đăng ký kênh anh chị nhé. Uh, và anh chị nếu muốn đồng hành cùng với em trong trong khách hàng để tìm ra được những cái định hướng cũng như là những cái uh, chiến lược giao dịch trong cái giai đoạn sắp tới. Đó. Và khi nào thị trường rủi ro thì em sẽ cảnh báo với mọi người. Nha. cho nên là mọi người yên tâm thì anh chị nếu mà muốn liên hệ đồng hành cùng với em và làm việc cùng với em thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là số zalo đang ở phía dưới góc camera này à, để anh chị có thể là đồng hành cùng với em ha nếu anh chị đã có tài khoản ở VPS rồi thì anh chị có thể là thực hiện chuyển id về id của em tùng đó là z 194 anh chị tích vào ba ô trống nhận xác nhận và vào phần lịch sử thay đổi anh chị chụp màn hình gửi giúp em là em sẽ hỗ trợ và đồng hành với mọi người nha rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều và welcome tất cả mọi người về với đội của em à, Chúc mọi người có một buổi tối an lành và gặp thật nhiều may mắn trong giai đoạn tới. Bye bye.